Đám cưới xa hoa với màn cân trọng lượng cô dâu quê da vàng. Đám cưới độc lạ này diễn ra trong vòng 10 ngày trên chiếc du thuyền sang trọng với sự tham dự của hơn 1.000 người bao gồm hoàng gia, bạn bè thân thiết và doanh nhân. Đặc biệt là màn cân trọng lượng cô dâu quy ra thỏi vàng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Tiểu vương quốc Dubai hay còn được mệnh danh là thành phố vàng vốn nổi tiếng với sự xa hoa bậc nhất thế giới. Nơi đây còn nổi lên như một lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi để tổ chức nhiều đám cưới cao cấp. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một đám cưới đang diễn ra ở trong khuôn viên khách sạn 5 sao ở Dubai, cô dâu người Pakistan ngồi lên một chiếc cân giắt vàng. Phía bên cạnh là những thỏi vàng lớn xếp chồng lên nhau, điều đáng nói là số lượng thỏi vàng tương đương với trọng lượng của cô dâu. Ngay sau khi video được lan truyền đã khiến xôn xao mạng xã hội, ngay lập tức danh tính của cặp đôi cô dâu. Chú rể này nhanh chóng được tìm ra và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Theo tờ Khalid Times đưa tin, chủ nhân của đám cưới này là cô dâu Aysa Tahir và chú rể Mohammed Adin đến từ Dubai, UAE. Đặc biệt, câu chuyện của cặp đôi này chẳng khác gì một bộ phim lãng mạn của Bollywood. Aysa Tahir chia sẻ cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở Dubai, cô học cùng trường đại học nơi Adin đã hoàn thành chương trình học của mình 5 năm trước. Họ cũng tình cờ trở thành hàng xóm của nhau trong đại dịch. Trải qua một khoảng thời gian quen biết, cả hai dần gắn bó thân thiết và nảy sinh tình cảm. Do vậy, họ quyết định hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chúng tôi nghĩ sự gắn kết này như định mệnh đã định sẵn cho cả hai gặp nhau và kết hôn để sống hạnh phúc mãi mãi, Aysa nói. Adin và Aysa đính hôn 6 tháng trước lễ cưới trong sự hoành tráng của Burj Khalifa, tòa tháp cao nhất thế giới. Sau đó, cả hai đã bay đến những địa điểm đẹp như tranh vẽ của Thổ Nhĩ Kỳ để chụp ảnh cưới và quay video vô cùng công phu. Sau đó, lễ cưới của cặp đôi bắt đầu bằng bữa tiệc trên du thuyền. Tiếp đến là đêm Bollywood, lễ Nikah, đám cưới của người Hồi giáo, Mehndi, nghi lễ cưới, Baraj, rước chú rể và Walima, tiệc cưới. Tất cả đã kéo dài hơn 10 ngày. Đám cưới của gia đình chúng tôi ở Dubai thường rất quy mô và hoành tráng. Đám cưới có sự tham dự của hơn 1.000 người bao gồm hoàng gia, bạn bè thân thiết và doanh nhân. Nhưng điều này hóa ra là độc nhất vô nhị khi nó lan truyền nhanh chóng và chúng tôi không bao giờ mong đợi điều đó, Mian Umar Ibrahim, cha của Adin cho biết. Vì sao cô dâu lại được cân bằng vàng? Phóng viên của Khalid Ham đã ngồi lại với cặp đôi và gia đình họ để tìm hiểu cách thức và lý do họ quyết định cân cô dâu với vàng, điều khiến họ trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Theo chia sẻ, gia đình cả hai đã quyết định lựa chọn Zoda Akba làm chủ đề của đám cưới và các thành viên trong gia đình được chỉ định các nhân vật khác nhau trong câu chuyện Bollywood. Do đó, họ mặc quần áo theo chủ đề và nhảy theo giai điệu nhạc của phim. Nếu bạn xem phim, có một cảnh cô dâu được đặt lên cân cùng với số vàng thỏi. Về cơ bản chúng tôi đã tái hiện lại cảnh đó vì muốn bám sát chủ đề. Do vậy, cân nặng so với vàng là một phần của chủ đề này. Chúng tôi không mong đợi rằng video của chúng tôi sẽ lan truyền chóng mặt như thế. Chúng tôi đã biết về video lan truyền vào ngày hôm sau từ nhiếp ảnh gia. Anh ấy là người đầu tiên thông báo, điều đó khiến gia đình tôi rất bất ngờ, Aysa nói. Chúng tôi đã bị chỉ trích trên mạng xã hội, thậm chí bởi một số hãng truyền thông. Chúng tôi không ngờ rằng nó sẽ lan truyền rộng rãi và sau đó chúng tôi cũng đã làm rõ nó, chú rể tiếp lời. Cân nhắc về trọng lượng của chiếc váy và trang sức mà cô dâu đeo, tổng cộng khoảng 100kg vàng thỏi đã được nhà trai chuẩn bị, nhưng đó chỉ là mạ vàng. Đây chỉ là một phong tục và là một phần của chủ đề. Các phương tiện truyền thông ở Ấn Độ, Pakistan đã đưa ra cách giải thích của riêng họ về việc Aysa được cân bằng vàng. Một số gọi nó là của hồi môn. Mọi người không biết câu chuyện thực sự đằng sau điều này, do đó đã tạo ra sự tiêu cực xung quanh nó, Aysa nói thêm. Aysa, người đã nhận được đề nghị chụp ảnh để tạo lại video cân vàng, kể lại, ở Dubai. Nó lan truyền đến mức chúng tôi nghe mọi người nói về đám cưới của chúng tôi trong một nhà hàng. Những người hàng xóm của chúng tôi đã xem đoạn video trên một số kênh tin tức và họ đã tiếp cận chúng tôi và nói rằng, các bạn thật giàu có, Adin cười nói thêm. Cặp đôi đã tạo một tài khoản Instagram, Aysa Zamian, chồng của Aysa, nơi chia sẻ mọi diễn biến và sự kiện nổi bật. Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng lớn về lượt xem, lượt thích và bình luận sau khi nội dung vàng được chia sẻ. Chúng tôi đã nhận được tới 300.000 lượt xem. Một số bài đăng thậm chí đạt tới 1 triệu lượt xem.